Bạch biến là một rối loạn mất sắc tố da thường gặp, trong đó các khoảng da do chính hệ miễn dịch của cơ thể chống lại bị mất màu sắc. Bệnh không nguy hiểm, không lây lan, nhưng gây nhiều di chứng về tâm lý cho bệnh nhân. Ngày nay, với sự phát triển của y học hiện đại, nhiều phương pháp đã cho thấy hiệu quả phục hồi màu da ở những vùng da bị mất sắc tố trong một thời gian dài. Chị Lê Ngọc Ứng, ngụ Tiền Giang, mắc bệnh bạch biến từ nhỏ. Với diện tích lớn, không đáp ứng điều trị trong những phương pháp nội khoa khác, chị được Hội Bạch Biến Việt Nam giới thiệu đến đơn vị nghiên cứu và điều trị bạch biến MedCare để thực hiện việc ghép tế bào. Sau khi hội chẩn thì các bác sĩ của phòng khám mới quyết định là sẽ thực hiện cái phương pháp là ghép thượng bì tự thân để điều trị cho bệnh nhân ẩn. Thì đây là một cái kỹ thuật tương đối phức tạp và còn khá mới tại Việt Nam. Thay đổi nhiều phía lắm. Mình lạc quan hơn, tự tin hơn, mình không có còn rụt rè hay là sợ mỗi ánh mắt của mọi người nữa. Đoàn Chi hội Bạch Biến Việt Nam đã đến thăm hỏi sức khỏe và động viên gia đình chị Ứng. Trước đây, nhiều bệnh nhân như chị thường chưa biết các địa chỉ để điều trị phù hợp, nên quá trình điều trị đôi khi không đạt kết quả như mong đợi. Bạch biến là một bệnh lý da rất phổ biến, gây ảnh hưởng nặng nề đến bệnh nhân. Thì với những tiến bộ y học hiện tại, chúng tôi đã có thể điều trị để giành lại màu da cho bệnh nhân bạch biến. Và chúng tôi hy vọng với những thay đổi tích cực đó sẽ lan tỏa đến tất cả các bệnh nhân bạch biến. Phòng khám MedCare đã có kinh nghiệm hơn 8 năm điều trị các vấn đề về rối loạn sắc tố, bớp bẩm sinh cũng như điều trị bạch biến. Phòng khám cũng mong muốn mang đến cho bệnh nhân bạch biến những phương pháp điều trị hiện đại được FDA của Hoa Kỳ xác nhận và sử dụng để điều trị ở chính các nước phát triển như Mỹ, Canada, Anh, Nhật Bản.